Chào các bạn đã đến với kênh Sen Đá Con Tum. Hai ngày không vào vườn thì hôm nay mình vào vườn thì đã thấy có một cái cây sen đá ngọc bích lại có vấn đề nữa rồi. Cái đầu tiên là cây sen đá đế vương này bị sốc nhiệt cách đây một tuần, và tiếp theo đó là cây sen đá ngọc bích. Mình sẽ nhổ lên để kiểm tra xem nó như thế nào. Trước hết là mình sẽ bỏ cái sỏi trang trí này ra để tận dụng lại. Ở đây thì có những cái lá động vào cái là nó rụng, còn một số lá phía dưới thì thâm lại và có dấu hiệu bị thối. Mình sẽ thử nhổ cây lên xem thế nào. Như các bạn nhìn thấy đây, cái giá thể này nó không có ướt quá, nó chỉ hơi ẩm ẩm thôi. Vì vậy mình suy ra là cái cây này nó bị sốc nhiệt chứ không phải là bị úng. Cái này cũng dễ hiểu thôi. Mấy ngày hôm nay thì thời tiết quá nóng cho nên là vườn mình nó xảy ra cái tình trạng sốc nhiệt này. Như các bạn nhìn lúc nãy thì cây đầu tiên đó là cây đế vương. Còn tiếp theo cây này đó là cây ngọc bích. Cái này thì vào cái mùa này thì sen đá nó hay bị sốc nhiệt. Cái này thì phải chịu thôi. Như mình đây thì mình làm kinh doanh vài trăm cây cho nên là mình không thể nào mà để sen đá vào nhà được. Không có chỗ nào để. Cái thứ hai là nếu như các bạn có mang sen đá vào nhà thì chỉ sau khoảng một tuần là cái cây sen đá của các bạn lá nó sẽ bị dài lên. Lá dài là thân cao lên, nó rất là xấu. Và nó xấu như vậy thì chúng ta không thể bán được nữa. Cho nên là chấp nhận phải để ở ngoài vườn. Vườn của mình thì cách đây một tháng có bổ sung lưới đen để giảm cái cường độ ánh nắng. Nhưng mà gần đây thì quá nóng. Một cái lưới này cũng không xi nhê cho nên là sen đá nó vẫn cứ bị sốc nhiệt. Vào cái thời điểm nóng nhất là khoảng 38 độ C. Như vậy thì người cũng còn bị ốm chứ nói gì là sen đá. Thì như các bạn thấy cái cây sen đá vừa rồi của mình ấy, cái cây này nó bị sốc nhiệt. Thì khi nó bị sốc nhiệt thì kể cả các bạn có phát hiện sớm hay phát hiện muộn thì cũng không thể cứu được. Chỉ khi nó bị úng, nếu các bạn phát hiện sớm, các bạn nhổ lên, các bạn cắt gốc, các bạn đợi cho nó ra rễ, các bạn trồng lại thì được. Chứ còn cái trường hợp bị sốc nhiệt này thì không thể cứu được. Như các bạn thấy thì cái dấu hiệu bị sốc nhiệt là lá nó sẽ rụng, nó tự rụng. Có thể là cứng, có thể là mềm, có thể là ngả sang màu vàng, hoặc là thâm lại. Cái đó là tùy loại vào cây và tùy vào mức độ sốc nhiệt. Còn khi các bạn động vào những cái lá mà nó đang còn trên thân thì nó sẽ cũng bị rụng. Thì đó là cái dấu hiệu của sốc nhiệt. Nguyên nhân thì rất đơn giản, đó là nóng quá thì nó sốc nhiệt. Cái thứ hai là khi các bạn tưới nước. Khi mà một ngày ấy, thì cái cây sen đá của các bạn nó hấp thụ ánh nắng và cái cây và cái đất nó nóng. Và tới buổi chiều các bạn tưới nước cho nó thì nóng gặp lạnh thì nó cũng bị sốc nhiệt. Và cái thứ hai là cái nước của các bạn ở trên cái bồn nó ấm mà khi các bạn tưới vào thì nó cũng làm cho cây bị sốc nhiệt. Vậy thì để khắc phục được cái tình trạng này thì chúng ta có thể đề phòng chứ không cứu được. Bây giờ chúng ta không cứu được thì chúng ta phải đề phòng. Đề phòng thì tốt nhất là các bạn mang sen đá vào nhà. Còn những anh chị nào mà mở shop bán sen đá có vườn ấy, hoặc là trên sân thượng thì các anh chị phải làm mái che cho nó. Một cái lưới đen không đủ thì các anh chị phải mua thêm một cái nữa để anh chị lót vào. Làm sao mà cho nó cái nhiệt độ cao nhất thì chỉ tầm khoảng 35 độ C đổ lại thôi. Chứ nếu mà trên 35 độ C là kiểu gì sen đá của các bạn cũng bị sốc nhiệt giống như cái cây sen đá của mình vừa rồi. Còn đối với những cái bạn nào mà có thói quen phơi nắng thì cũng khuyên các bạn là phơi tới 8 giờ hoặc là tốt nhất thì các bạn đừng có nên phơi nắng nữa. Các bạn cho sen đá vào nhà, chấp nhận cây sen đá của các bạn bị xấu. Nhưng mà các bạn cứ để vào nhà chỉ khoảng một tháng nữa thì sẽ có trời mưa. Và tới lúc đó thì nhiệt độ nó sẽ giảm xuống. Tới lúc đó thì các bạn có thể là mang sen đá ra ngoài chỗ nhiều ánh sáng các bạn để cũng được. Tới lúc đó nó sẽ không còn nóng như bây giờ nữa. Một cái nữa đó là
Tốt nhất là các bạn nên tưới nước cho sen đá vào buổi sáng, vào cái thời điểm này thì tốt nhất. Kiểu gì thì kiểu các bạn cũng phải tưới cho nó vào buổi sáng sớm, lúc 6 hoặc 7 giờ sáng. Còn nếu các bạn nào mà không tưới buổi sáng được thì các bạn nên tưới buổi tối. Tối thì khoảng 7 giờ các bạn tưới là vừa. Chứ nếu 5-6 giờ thì theo mình nghĩ nó vẫn đang còn nóng, vẫn chưa thích hợp thì các bạn tưới. Thì đó là một số các cái lưu ý để tránh các cái cây sen đá của các bạn bị sốc nhiệt. Gần đây thì rất là nhiều bạn các cái shop than phiền là sen đá bị sốc nhiệt, nhưng mà cái đấy là phải chịu thôi. Năm nay thì thời tiết nó nóng lên bất thường, cho nên là sen đá nó bị chết rất là nhiều. Cái bài này thì mình chỉ lưu ý cho các bạn một số vấn đề như vậy thôi. Chúng ta sẽ đi vào cái bài tiếp theo. Đó là một số vấn đề cần lưu ý khi chăm sóc sen đá bền lửa.